Nhắm trúng giờ này để cúng thần tài thổ địa, đảm bảo tiền về như nước, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Vâng, xin được mến chào quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thờ cúng thần tài trong nhà, trong cửa hàng và trong công ty không phải là việc quá xa lạ với mọi người. Việc thường xuyên thắp hương cho bàn thờ thần tài là điều bày tỏ lòng kính trọng, tại tâm của gia chủ đối với hai vị thần này. Đó là một điều mà bạn nên làm hàng ngày trước khi mở cửa chào đón một ngày mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được khung giờ hoàng đạo để thắp hương thần tài và để mang đến nhiều tài lộc may mắn, tăng vượng khí cho gia chủ. Vậy thì khung giờ vàng cho việc thắp hương thần tài ông địa là khi nào? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết trong chương trình. Với tâm linh, ảnh hưởng trong tín ngưỡng thờ cúng thần tài thì bất cứ ai kinh doanh đều chú trọng đến bàn thờ thần tài và thổ địa, làm sao cho các vị thần này phù hộ, làm ăn thuận lợi. Trên bàn thờ thần tài thường xuất hiện hai vị thần, đó là thần tài và thổ địa. Thường xuyên thắp hương cho hai vị thần tài, thổ địa tại cửa hàng, đó là điều bày tỏ lòng thành kính cũng như là sự kính trọng tại tâm của gia chủ đối với hai vị này, điều mà bạn đang làm hàng ngày trước khi mở cửa hàng chào đón những ngày mới. Bạn nên thường xuyên để mắt và chăm sóc bàn thờ thần tài nhất là vào những ngày cúng thần tài hàng năm, ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng. Ngoài việc cúng thần tài ra thì bạn cũng cần phải lưu ý giờ cúng thần tài tốt để kích tài lộc và tăng vượng khí, để gia chủ được buôn may bán đắt, mọi chuyện thuận lợi, tránh vận xui tại cửa hàng. Chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên dành cho các quý cửa hàng và quý bạn khung giờ tốt nhất để cúng thần tài, thắp hương đó là từ 7 đến 9 giờ. Tức giờ thìn sẽ đem đến nhiều tài lộc và may mắn, tăng vượng khí lưu thông tại cửa hàng. Quý vị thân mến, bên cạnh việc chọn giờ tốt để cúng thần tài, để mong cho cả ngày cả tháng làm ăn tấn tài tấn lộc, thì bạn cũng cần phải lưu ý đến những thứ đặc biệt không thể thiếu trên bàn thờ thần tài để tránh phạm phải những đại kỵ khiến cho tài lộc và may mắn không đến với mình. Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung này ở trong phần tiếp theo của chương trình để biết cách bài trí một cách đúng nhất quý vị nhé. 1. Bài vị thần tài. Bài vị thần tài thổ địa được đặt phía trong cùng của bộ bàn thờ và thường được thể hiện bằng chữ viết chiêu tài tiến bảo, hoặc hai bên thành của bàn thờ có viết câu đối thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim, có nghĩa là thổ hay sinh ngọc trắng, đất cũng cho vàng ròng. Phía trước bài vị còn có 100 thỏi vàng bằng giấy. 2. Tượng thần tài ông địa. Mọi người thường thờ ông thần tài và ông địa cùng nhau vì một người mang đến may mắn tài lộc, còn người kia cai quản đất đai, mang lại sự bình an. Vì vậy trên bàn thờ dân ta thường đặt tượng thần tài và ông địa cạnh nhau. Tượng thần tài là ông lão ngồi trên ngai vàng có tóc râu dài, người mặc áo gấm thắt đai ngọc, một tay cầm gậy, một tay cầm những thỏi vàng. Tượng ông địa là ông lão bụng phệ, một tay cầm quạt, một tay cầm vàng. Tượng hai ông nên đặt theo hai bên của bộ bàn thờ. Từ ngoài nhìn vào, ông thần tài đặt bên trái và ông địa nằm ở bên phải. Trước khi đặt lên bàn thờ, gia chủ cần phải chắc chắn rằng tượng đã được làm sạch hoàn toàn để mang đến tài khí tốt nhất. Nên chuẩn bị lá bưởi đun nước, sau đó dùng một tấm vải mềm nhúng vào lau sạch tượng. Tượng thần tài nên được đảm bảo sạch sẽ trong suốt quá trình thờ cúng, cần phải lau rửa một cách thường xuyên. Đặc biệt, khăn lau cho tượng nên được chuẩn bị riêng và tuyệt đối không sử dụng chúng cho những mục đích khác. Nếu đặt tượng thần tài lên trên bàn thờ khi chưa được làm sạch, những bụi bặm bám bên ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính linh thiêng, việc thờ cúng gần như không mang lại kết quả như mong muốn của gia chủ. Đặc biệt, bạn nên nhớ sau khi thỉnh thần xong, gia chủ nên thêm chữ nho ở sau lưng bàn thờ. 3. Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy. Ở giữa thần tài ông địa, người ta thường để một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước. Gạo, muối, nước là ba thực phẩm thiết yếu của con người, đặt lên bàn thờ để cầu ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới được thay. 4. Bát nhang được dán keo cố định. Giữa bàn thờ là một bát nhang, hay người Bắc còn gọi là bát hương. Khi bốc bát nhang phải theo một số thủ tục nhất định. Đầu tiên, khi mua bát nhang về, gia chủ cần phải dùng rượu gừng để tẩy uế trước khi thờ cúng. Và mỗi bát nhang đều nên có cốt, đó là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Nếu gia chủ cắm hương chồng chéo lên nhau hay chọc vào gói thất bảo sẽ khiến cho bàn thờ không có linh khí, mất đi tài lộc.
Để tránh động bát hương sau khi lau chùi bàn thờ, các bạn nên dùng keo 502 dán chết bát nhang xuống bàn thờ. Khi lau dọn bàn thờ, tránh xê dịch bát hương, nếu xê dịch sẽ động bát hương và mọi chuyện sẽ trở nên không tốt đẹp cho việc làm ăn của chính gia chủ. Khi gia chủ đã hoàn tất công việc lập bàn thờ thần tài, trong vòng 100 ngày đầu tiên bắt buộc phải thắp nhang liên tục để tụ khí cho bàn thờ. Bên cạnh đó mỗi ngày cần phải thay nước mới và thắp một nén nhang. Lưu ý, khi thắp hương phải kiêng số chẵn, 3 nén hương là thờ thiên địa nhân, 5 nén là thờ 5 đức tính của con người, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Vào những ngày lễ âm lịch như mùng 1 hoặc ngày rằm, nên thắp 5 nén nhang xếp theo hình chữ thập. Trong trường hợp quý gia chủ muốn cầu xin một điều gì đó, hãy thắp 3 nén nhang theo hàng ngang. Đến ngày 23 tháng chạp mới tiến hành rút chân nhang và hóa cùng tiền giấy. Sau khi hóa xong, nên đổ rượu vào đám cho. 5. Lọ hoa tươi như cúc, hoa hồng và hoa đồng tiền. Theo nguyên lý đông bình tây quả, lọ hoa đặt bên phải, đĩa trái cây đặt bên trái. Đặc biệt gia chủ nên chọn những loại hoa mang ý nghĩa may mắn để cắm trong bình như hoa đồng tiền biểu trưng cho tài vận, hoa cúc biểu trưng cho sự trường thọ và hoa hồng biểu trưng cho sự may mắn. Nên tránh chọn những loại hoa không may như hoa phong lan, hoa phù dung hoặc hoa sứ. Ngoài ra, bên trái bàn thờ nên bày đĩa trái cây, tốt nhất là mâm ngũ quả, tuyệt đối không để hoa héo, hoa giả hoặc là lá héo trên bàn thờ thần tài. 6. Đĩa trái cây ngũ quả. Trái cây thờ nên sắp ngũ quả là 5 loại trái cây đặt trên mâm, nếu không có thì sử dụng đĩa bình thường. Bạn có thể thắp hương hoa quả trái cây hàng ngày hoặc vào các ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng. Khi chọn chuối đặt lên trên bàn thờ thần tài, nên chọn nải chuối có số quả là lẻ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao số nải chuối phải là có số quả lẻ. Lý giải về vấn đề này, tiến sĩ chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan cho biết chẵn là số âm, lẻ là số dương, số âm không tốt. Hơn nữa, trái chuối là số âm cho nên ta cần số dương để cân bằng. 7. Khay xếp 5 chén nước hình chữ thập. Thường ở ngoài nơi bán đồ thờ cúng, người ta sẽ có một khay xếp 5 chén nước hình chữ nhất. Bạn nên bỏ khay đi và xếp 5 chén nước này thành hình chữ thập, tượng trưng cho ngũ phương cũng là ngũ hành tương sinh phát triển. 8. Ông cóc thiềm thừ. Tượng ông cóc thiềm thừ được đặt ở bên trái bàn thờ. Buổi sáng khi thắp hương, gia chủ phải quay ông cóc ra ngoài để đón lộc. Đến tối, sau khi kết thúc công việc, phải quay ông cóc vào nhà để giữ lộc, tránh thất thoát tiền của. 9. Tô sứ đẹp, đổ đầy nước và hoa tươi trải trên mặt nước. Tại vị trí ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước. Theo phong thủy, gọi là minh đường tụ thủy, được coi là một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. 10. Phật Di Lặc. Bên trên bàn thờ thần tài, có thể đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Di Lặc Phật Vương sẽ quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. 11. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật thích ăn vàng bạc châu báu, nên trong quan niệm phong thủy, linh vật này giúp bảo quản của cải, giúp gia chủ ngày càng thịnh vượng và giàu có nếu gia chủ đặt tượng tỳ hưu ở bên hai phía bàn thờ. Quý vị thân mến, việc thờ cúng thần tài ông địa thực sự quan trọng đối với mỗi gia đình. Điều này lại càng được coi trọng hơn đối với những gia đình mà có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào cũng nên tìm hiểu và phải biết thật rõ về cách thờ cúng thần tài thổ địa đúng đến từng bước. Vậy thì, thờ cúng thần tài thổ địa như thế nào mới đúng chuẩn? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Và đầu tiên thì xin mời tất cả quý vị hãy đi tìm hiểu khi cúng ông địa thần tài thì cần phải có những lễ vật nào để dâng lên. Theo truyền thống người Hoa, trong việc khấn vái thờ cúng thần tài, còn đối với phong tục thờ cúng của người Việt thì hình ảnh ông địa lại quen thuộc hơn. Lễ vật thờ cúng thần tài thường được chọn là heo quay, vịt quay, cua biển và chuối chín vàng. Trong khi đó, đồ thờ cúng ông địa thông thường là chuối xiêm, thuốc lá hay ly cà phê. Đặc biệt vào những ngày vía thần tài, người ta thường dâng lên bàn thờ một lễ vật cụ thể như là một bình hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua biển, một miếng thịt heo quay, một xấp tiền vàng mã, một mâm ngũ quả, một chai rượu. Điểm chung của hai ông thần tài ông địa đó là thích sạch sẽ, vậy nên gia chủ cần phải lưu ý thường xuyên lau dọn vệ sinh bàn thờ và giữ cho khu vực thờ cúng luôn thoáng mát sạch sẽ. Nếu bàn thờ bẩn, cũ hoặc là hỏng vỡ sẽ làm mất đi sự linh thiêng của khu vực thờ cúng. Bên cạnh đó, bạn cũng phải luôn tin khi bàn thờ thần tài ông địa ngăn nắp sạch sẽ thì công việc làm ăn cũng phát tài phát lộc. 2. Cách cúng thần tài ông địa đúng nhất. Thứ nhất, cách cúng thần tài ông địa vào ngày thường.
Thực ra chuyện thờ cúng thần tài không quá mức phức tạp và chi tiết. Chính vì vậy, để thờ cúng thần tài ông Địa ở trong cửa hàng, bạn chỉ cần đặt một hộp bánh, một đĩa trái cây tươi, nước và hoa tươi là đủ. Bên cạnh đó cũng có một số lưu ý mà gia chủ cần phải biết để đảm bảo được sự linh thiêng cũng như lòng thành kính của mình đối với hai vị thần. Mỗi ngày, bạn chỉ nên thắp hương vào hai thời điểm cụ thể, lần một vào lúc 6 đến 7 giờ sáng và lần hai từ lúc 6 đến 7 giờ tối. Khi thắp nhang, bạn nên thắp 5 cây nhang một lần, tránh thắp lẻ tẻ. Khi thắp nhang, bạn nên kết hợp luôn việc thay nước trắng ở trong ly cũng như nước ở trong lọ hoa, nhớ là phải thay hàng ngày. Cứ mỗi tháng một lần, bạn nên chú ý lau chùi vệ sinh bàn thờ ông Địa thần tài thật sạch sẽ. Bên cạnh đó cũng nên chú ý tắm rửa cho hai vị thần đều đặn, có thể là vào ngày 14 hoặc những ngày cuối tháng âm lịch. Nên dùng một chiếc khăn riêng biệt để lau tượng hai vị thần sau khi đã được tắm và bạn lưu ý không được sử dụng chiếc khăn đó vào trong những việc làm khác. Thứ hai, cách cúng thần tài ông Địa vào ngày rằm, những ngày đầu và cuối tháng. Khác với cách thờ cúng thần tài ông Địa hàng ngày, việc thờ cúng lễ vào những ngày rằm hoặc đầu cuối tháng là yêu cầu phức tạp hơn. Những ngày này, bạn nên chuẩn bị một mâm cơm cúng thật ngon, đơn giản như là heo quay, thịt gà luộc cùng với trái cây tươi và nước trắng. Một số giai thoại thời xưa truyền tụng lại rằng thần tài rất thích các loại hải sản và ăn chuối chín, còn ông Địa lại thích uống cà phê và hút thuốc cùng với chuối xiêm. Việc các gia chủ lựa chọn đồ cúng theo sở thích của hai vị thần cũng là một cách để thể hiện lòng tôn kính của mình. Bên cạnh đó, bạn phải biết rằng hai vị thần này rất ưa sạch sẽ, cho nên bạn phải luôn giữ gìn khu vực xung quanh bàn thờ được đảm bảo vệ sinh. Thưa quý vị, hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.